Rồi, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ phân biệt với anh em hai lỗi vi phạm luật giao thông rất là phổ biến ở Việt Nam. Một là cái lỗi đi sai làn đường và cái lỗi thứ hai là đi sai vạch kẻ đường. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ phải định nghĩa là cái lỗi sai làn đường là gì. Đầu tiên thì anh em cần phải nắm rõ là lỗi sai làn đường là khi anh em đi xe vào cái làn đường mà không dành cho cái xe đó. Ví dụ anh em đi xe máy, anh em đi vào làn đường xe ô tô, hoặc là anh em đi xe ô tô vào làn đường dành cho xe máy. Thì làn đường á, nó là một cái phần của đường xe chạy. Anh em tưởng tượng là một cái dải lụa đi, anh em chia theo chiều dọc, nó sẽ có nhiều cái phần nhỏ. Thì đó là cái làn đường. Khi ra ngoài đường á, anh em để ý những cái biển báo giao thông á, anh em sẽ thấy là người ta vẽ những cái hình giống như là xe ô tô đi trên làn nào, xe máy đi trên làn nào, và xe ba gác, xe xích lô này nọ, xe ba bánh này nọ đi trên làn nào. Do đó khi mà anh em lưu thông trên đường á, anh em nên để ý xe mình thuộc cái làn nào và đi đúng vào cái làn đó để không có bị phạt một cách không có đáng. Tiếp theo là cái lỗi sai vạch kẻ đường. Cái lỗi đi sai vạch kẻ đường á, thì mình nói nôm na là đi sai cái phân luồng đó cho nó dễ hiểu. Thì phân luồng ở đây là gì? Là khi anh em đi xe đến một cái giao lộ, ví dụ ngã tư, ngã ba gì đó, thì bên cảnh sát giao thông họ sẽ có những cái bảng là phân cái luồng di chuyển, ví dụ là luồng di chuyển về bên hướng bên trái, hướng bên phải hoặc là đi thẳng. Vì vậy khi anh em muốn quẹo trái, quẹo phải hay là đi thẳng ở những cái giao lộ, anh em phải để ý cái bảng đó để mà đi đúng vào cái luồng di chuyển. Thì mục đích của cái bảng phân luồng này là để phân ra ai đi về hướng nào, không có chồng chéo lên nhau, để mà tiết kiệm cái thời gian cũng như là hạn chế cái xác suất mà xảy ra va chạm. Thì khi anh em di chuyển, anh em nhớ để ý, đặc biệt là khi đến gần giao lộ. Tiếp theo mình sẽ lưu ý một số cái điểm khác. Đầu tiên là cái vạch kẻ phân làn đường. Vạch kẻ phân làn đường nó có hai loại là vạch liền và vạch đứt. Khi mà anh em di chuyển, anh em thấy vạch liền thì anh em không được chuyển cái làn đường. Anh em phải đi đúng vào cái phần đường đó, không có được đè vạch. Nếu đè vạch thì khi cảnh sát giao thông phát hiện thì anh em sẽ bị thổi lại và sẽ bị phạt vì cái lỗi là đè vạch liền. Do đó khi mà đến những cái giao lộ, anh em muốn chuyển qua cái luồng di chuyển của mình phải chuyển sớm khi mà cái vạch nó vẫn còn là vạch đứt. Một cái lưu ý thứ hai á, là khi mà anh em chuyển làn á, ở những cái giao lộ thì anh em phải chuyển trước khi mà cái xe của anh em đến cái vạch liền mà nằm ngang đường. Có nghĩa là cái vạch đó anh em không có được đè khi mà anh em chưa có chuyển qua hẳn cái làn đường bên đó. Do đó anh em lưu ý chuyển làn sớm hơn, để ý bản kỹ hơn để mà tránh những cái trường hợp mà bị phạt rất là không đáng có. Cái lưu ý cuối cùng là cái thứ tự ưu tiên khi mình ra đường mình gặp thì mình phải tuân theo như thế nào. Đầu tiên là anh em phải tuân thủ theo cái chỉ dẫn của cảnh sát giao thông. Đó là ưu tiên một. Khi họ chỉ dẫn như thế nào, dù nó có trái với cái bảng biển báo giao thông thì anh em cũng phải làm theo. Cái thứ hai là cái đèn tín hiệu giao thông. Đó là ưu tiên số 2. Đèn hướng dẫn thế nào mình phải theo. Và cái ưu tiên thứ ba là cái biển báo. Và cuối cùng là mới là ưu tiên thứ tư, đó chính là cái ký hiệu của cái vạch kẻ đường. Cơ bản là như vậy thôi. Xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.